Ok, chào tất cả anh em. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi anh em à. Tiếp tục là một cái series con nhân vật quyền dương GF. Hôm nay mình sẽ cộng điểm lại, cộng Boeing lại và cộng Master lại cho máy. Hiện tại đây là cái hướng cộng này đây. Và một chút xíu nữa mình sẽ cộng lại nha anh em. Cộng lại cái bảng này cho nó tròn trịa tốt nhất có thể. Thì các anh em có thể là cân đối vào những cái yêu cầu của người ta. Ví dụ ở đây sức mạnh cần thiết là phải là 732, thì mình có thể là cộng là 740 hoặc là 735 để cho cái điểm nó tròn chút xíu nha. 732 nè. Và tiếp theo thì cáo là 708, thì chừng nữa mình sẽ cộng cho tròn nhất có thể. Và vào trong đây cho anh em xem một lần nữa là một cái bảng master của em này đây. Nó cũng không có cái gì nổi bật quá. Thì một chút xíu nữa mình sẽ cộng cho nó khác đi chứ không còn đỡ như gì nữa nha. Như ví dụ là ở đây có 4 thì mình sẽ không cộng. Và ở đây 20 với 20 thì mình sẽ chia đều qua chỗ này và cho vào trong khoảng nè. Và trên đây thì mình sẽ lấy tròn là 10. Và các anh em thấy nè, khi mà tăng XD khi mà mình hạ quái vật á thì nó cũng không cần nha. Nếu mà như vậy thì các anh em cộng vô cái phần là tăng HP cho nó tốt hơn anh em. Và như vậy mình sẽ vào trong đây mình tẩy điểm và vào trong đây cộng từ mục một cho anh em xem người thật quyệt thật nha. Làm chừng nào cho nó ra một cái bảng điểm chuẩn chu nhất có thể, mình sẽ phân tích từ một cái bảng điểm cho anh em xem. Ở một cái set đồ của mình hiện tại là đang xài một cái set đồ phản, thì mình cộng làm sao cho nó tối ưu quá nhất cái lượng phản của nó. Phản thì các em phải cần có thủ cao và HP châu, đặng mình đứng đó mình chống chịu cho thằng kia nó bam chừng nào mà nó phản, nó vừa nhận cái đâm phản và vừa nhận cái đâm của mình thì cho nó hạ mau chút xíu nha. Tiếp tục là vào trong đây nha. Đầu tiên thì các em sẽ reset bon trước. Khi reset bon xong á thì các em tiếp tục lại vào trong đó là reset master tiếp nha. Và hiện tại mình sẽ đứng đây mình cộng cái lượng bon trước, thì hiện tại mình đứng đây cũng vẫn bị BK luôn anh em ạ. Màn clip mà cũng không xong với mấy ông này nữa, cứ BK liên tục hoài. Bấm vào trong đây cho anh em xem. Một cái lượng bon của mình tổng thể lên tới là 22.086 điểm. Thì ở một cái chỉ số như vậy nó cũng rất là cao. Khi mà nó ở chỉ số như vậy anh em có thể là cộng tròn giúp mình nha. Các anh em có thể là nhìn vào trong cái đồ nè. Sức mạnh cần thiết là chúng ta là cần phải là 732. Các anh em thấy nè, sức mạnh có thể là sử dụng nè, mình còn thiếu 700 chẳng luôn nha. Thì ở trên đầu mình sẽ cộng vô cho nó là 700 mặc định của nó đây. Khi mà như vậy là nó sẽ đủ cấp độ để mà mình mặc đồ. Và với nhanh nhẹn của mình còn thiếu là 828, thì mình sẽ bấm vô 828 và sẽ cộng tròn sau 828. Và bên đây mình còn thiếu sức mạnh là 5 điểm thì mình bấm là 7 điểm. Còn thiếu 5 điểm thì mình sẽ làm tròn là 740 cho nó tròn hịnh luôn anh em ạ. Và tiếp theo các anh em muốn cho nó tròn nhất có thể thì các anh em cũng cộng với trang mình đây. Cứ cộng từ số lẻ lên để mất công mà chúng ta đi tẩy tới để tẩy lui nha. Rồi tiếp theo các anh em cộng cho mình thêm đó là 8K. Các anh em cộng vô tới đây cho mình là 7K nha. Mình lấy một cái lượng ở đây là 8K cho nó ngon lành nhất có thể. Thì hiện tại bây giờ chỉ số của mình nó cực kỳ tròn luôn. Thì ở đây mình sẽ giả hết vào trong phần là HP. Ở dưới đây các anh em năng lượng các anh em cộng cho mình nè, 80. Đặng chi vậy, 80 đặng cho nó cho lên 100. Và các anh em cộng thêm cho mình nữa là 400 thì nó sẽ 500. Nó ở 500 là chúng ta có thể là kích được một cái đam. Mình bấm vào kỹ năng là các anh em sẽ kích được tất cả những cái đam boost và tất cả những cái skill mà mình muốn cần sử dụng. Còn bao nhiêu chúng ta dồn hết vô phần HP lại nha anh em. Hiện tại thì một cái bảng bon của mình nó đã khá là hoàn chỉnh. Nó chỉnh từ ở trên xuống tới dưới, ở trên là 740, không thừa, không thiếu. Và nhanh nhẹn thì là 8K, cũng không thừa cái nào, không thiếu điểm nào luôn. Thể lực thì được 12.950, không thừa không thiếu luôn. Và năng lượng cũng vậy, cho chúng ta là 500. Quá tuyệt vời nha anh em. Thì bây giờ hiện tại mình sẽ có một cái lượng chống chịu, mình đi lên trên một cái bãi của một cái team của mình đang farm. Và mình cũng đi lại một cái điểm cũ. Hôm qua mình đã làm review cho anh em một cái set đồ và một cái win bộ nhẫn qua dây chuyền, kèm theo đó là một cặp găng tay. Thì tiếp tục mình sẽ cộng vào một cái bảng master xem là nó sẽ như thế nào. Mình sẽ có một cái cách cộng khác nha anh em. Ô đầu tiên thì các anh em cộng vô cho mình là 10 điểm. Và cái ô thứ hai các anh em cũng cộng vô cho mình là 10 điểm nha. Và ô kế tiếp cũng vậy, anh em cứ lần lượt cộng hết vô cho mình. Mỗi một ô là 10 điểm. Và một lát nữa xem là cho nó cân đối nhất có thể, anh em có thể là thêm bớt. Muốn anh em muốn thêm vô chỗ nào thêm, hoặc là các anh em có thể là cộng qua một cái bảng bổ trợ cũng được. Nhưng đầu tiên thì hãy cho nó lên 10 điểm trước. Ở đây các anh em cộng xuống đây đi. Như ví dụ các anh em bấm vào mở đây là tăng nè 11,0 điểm nội lực khi sử dụng tuyệt chiêu. Thì ở đây là nó tăng một cái boost để cho chúng ta tăng cường. Ở đây cũng vậy nè, tỷ lệ là phòng thủ khi mà chúng ta cộng vào trong đây thì mình búp lên, tỷ lệ phòng thủ của mình nó sẽ to lên. Còn ở đây cũng vậy nè, tăng tỷ lệ
thành công tuyệt chiêu sử dụng. Anh em muốn cộng vô một cái là giảm mana tiêu hao cũng được, hoặc là giết quái hồi HP cũng được. Ở đây mình sẽ cộng thẳng xuống cho nó đẹp, mình sẽ cộng vào giảm mana tiêu hao. Tại vì khi BK mà anh em đâu có quái chỗ đó đâu mà các anh em hạ nó để cho hồi HP kịp. Vì như vậy thôi, mình cộng ở trên cho nó thẳng xuống cho nó đẹp tí nha. Khi mà cộng cái ô mana xong thì các anh em phục sáng tới cái ô này, thì các anh em cộng vô ô này cho mình là 10 điểm tiếp tục nha. 10 điểm ô này rồi chúng ta cũng cộng y chang như cái bản kia, thì anh em cộng qua bên chí mạng cho mình. Cộng ở chí mạng này xong rồi các anh em đi xuống cộng cho mình là cái điểm hoàn hảo, 10 điểm vào ô hoàn hảo, tiếp tục cũng y chang những con khác thôi. Mình bỏ một cái ô là tấn công tuyệt vời thì mình sang qua bên đây. Ở trên các anh em cộng thẳng xuống thì nó không có hiệu quả. Thôi thì mình cộng như gì đây? Đấy, nó sẽ kích y chang những cái con khác như con DK của mình đã từng test cho anh em. Thì các anh em có thể là cộng như gì nha. Theo là cái ô cuối cùng là cái ô là loại bỏ phòng thủ của đối phương, thì chúng ta cũng cần thiết phải cộng vô 10 điểm thôi. Mình đã khuyên anh em rồi, cứ cộng 10 điểm vào nha. Còn thừa thì mình hả thêm mắm thêm muối vô, còn không thì cứ để cho nó vừa đủ đi là nó sẽ đẹp nhất có thể. Đây, như vậy là chúng ta đã cộng cái tab C thành công. Tiếp theo là mình sẽ cộng một cái tab A. Tab A còn gọi là một cái tab thủ, tab B là một cái tab bổ trợ kỹ năng, và tab C là cái tab là tăng đam tuyệt đối cho con nhân vật của chúng ta. Vì một số phiên bản của PC thì người ta sẽ phụ thuộc vào trong master, còn ở những cái phiên bản như là mobile này á, cái master nó chỉ là phụ họa thêm thôi. Quan trọng là anh em phải lên đồ cả, anh em phải lên đồ cao. Nếu mà đồ của anh em không cao, các anh em cộng master cho giỏi đến cách mấy giờ ra cũng bị one hit, ra cũng bị người ta giả sắp mặt thôi. Nên master mình cộng làm sao cho nó cân đối nhất là được rồi, không cần là phải chuẩn từ ô chuẩn từ điểm đâu. Vào cái lối chơi và tham khảo vào cái set đồ mình đang dùng, xem là đồ của mình đang dùng là cái set đồ gì, thuộc tính của cái con game này á là nó thiên về bên gì. Nó thiên về bên đồ và ở bên một cái build chuẩn thì master không cần nói chi. Còn những cái xe sành mà nó sẽ thiên về cho master thì người ta sẽ cân đo đong đếm cái bản master làm sao cho nó tối ưu hóa đam ra đam, thủ ra thủ. Thì hiện giờ mình sẽ gãi ra cho nó đều, mỗi một ô là 10 điểm thì mình sẽ thấy nó hài hòa nhất có thể. Anh em nào mà xem tới đây thì biết những cái bản master nào hay ho hơn nữa thì có thể là comment chia sẻ giúp mình nha. Ở đây mình sẽ cộng cho nó tốt nhất có thể. Đây, theo là mình lấy thêm một cái thủ nữa. Cái thủ của cái ô này á, theo mình nghĩ mình cộng vào trong đây 10 điểm là nó sẽ phí, nhưng mà nó không phí. Vì sao? Vì mình có thể là cộng thêm những cái ô ở dưới nữa. Nếu mà mình không kiếp được cái ô này 10 điểm lên thì nó không sáng. Đây, hiện giờ là phản đây, mình sẽ bấm vô cái ô phản cho anh em xem. Phản ở đây nè, trả lại một đòn tấn công của đối phương là 1%. Thì ở đây mình sẽ cộng vô cho nó là 10 điểm thì nó sẽ lên cho mình là 10%, 10% kèm với cái set đồ của mình nữa thì nó sẽ lên một cái lượng phản cao nhất có thể. Ở đây còn 30 điểm thì anh em cộng vào trong sức mạnh cho mình. Tại con này mình đi bên chiến thì anh em cộng vô sức mạnh, và kế tiếp các anh em có thể là cộng vào cái ô nhanh nhẹn. Mình chỉ là băn khoăn hai cái ô này thôi, mình định lấy cho nó là mắc pin mấy cái ô này. Đây, ở đây là mình sẽ cộng vô nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn để làm gì anh em? Khi mà có nhanh nhẹn lên cao rồi, nếu mà nó không tăng chỉ số nhanh nhẹn của anh em thì nó sẽ tăng thủ, nên anh em yên tâm mình cộng vào nhanh nhẹn nha. Còn không thì các anh em có thể là cộng vào trong HP, còn thừa điểm thì anh em có thể là cộng vào trong HP. Ở đây là một cái ô HP đây, ở đây là một cái ô năng lượng. Thì ở đây mình còn 15 điểm, anh em có thể là cộng bên đây cái điểm của mình cho nó lên là to nhất có thể. Mình sẽ lấy 20 cái điểm phản, và ô này mình sẽ sửa lại theo cái ý của mình là nó 20 điểm phản. Và mình còn 5 điểm, mình sẽ cộng vào một cái ô thủ. Ô thủ dưới đây nó không cho mình cộng thêm một điểm nữa, mình 2 điểm mới được cộng nè. Thì cái ô thủ cuối cùng nè tăng là 109,29% phòng thủ khi trang bị áo tròn. Thì hiện tại mình đang có áo tròn thì mình cộng vào trong đây. Thì hiện tại đây là một cái bản master mà mình mới chỉnh sửa lại, nó khác bản master kỳ rồi, rất là khác nha anh em. Ở trên thì mình sẽ phân bố trải đều điểm ra mỗi ô 10 thôi, chỉ có quan trọng là mình đi theo hướng phản là cộng 20 và sẽ cộng thêm những cái tab dưới đây, sức mạnh chúng ta cộng thêm 10 nữa, nó rất là hiệu quả. Anh ghi cũng vậy, và cộng xuống đây. Khi mà có điểm các anh em cứ dồn vào trong đây nha, đặng mình lấy một cái lượng thủ cho nó to nhất có thể. Rồi ra ngoài đây xem những cái thông tin chỉ số mình sẽ vào trong đây cho anh em xem lại. Khi mà ở ngoài các em hôm nãy các em nhớ gì không, ở hôm nãy mình chỉ có là 700 mấy thôi, thì hiện tại mình cộng ở vào cái ô như gì đây, mình cộng vào nhanh nhẹn và mình cộng vào trong sức mạnh. Thì ở ngoài một ngoài đây nó sẽ áp dụng cho chúng ta nhanh nhẹn của mình lên, thì anh em có thể là tẩy xuống cũng được, hoặc là các anh em có thể là để đây luôn cũng được, và nhanh nhẹn nó cộng lên cho chúng ta nè, B nó cũng cộng lên cho chúng ta nè. Chỉ có năng lượng là nó không có bồi thêm thôi, nó bồi thêm cho chúng ta là ba cột là mình đã cộng thêm vào trong nhanh nhẹn nè, rồi trong sức mạnh nè, và trong thể lực. Đấy, thì như vậy chúng ta sẽ có một cái phần nào đó nó cứng cáp hơn nữa nha anh em.
Thì tốc độ ở trên đây một cái điểm chuẩn của nó là sát thương là 2799 nè, khi mà mắc lên rồi nó chỉ là 27k, và ở đây là khả năng tấn công là 41341 nè. Phòng thủ hiện tại của mình đó là phòng thủ của mình là được 4588 nè, tốc độ là 189 và là khả năng phòng thủ của mình lên là 2786 nha. Và một cái lượng HP của mình nó khá là dồi dào anh em, 51652, nó cũng khá là trâu bò nha anh em chứ không phải là đùa đâu. Hiện tại á, thì mình cộng cái bảng điểm này mình thấy nó cực kỳ ưng ý nha. Để mình xem một cái lượng điểm của mình nó sẽ mắc lên là được bao nhiêu, xem nó sẽ như thế nào. Nó cũng không có quá khác, nhưng mà vô một cái chế độ BK xem nó sẽ khác như thế nào nha anh em. Hiện tại á, mình thấy cộng như gì mình rất là vừa bụng ăn ý luôn. Và cái video của mình làm tới đây, anh em xem có gì thiếu sót thì có thể là bổ sung thêm giúp mình nha. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.